Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đạt Trang đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn chỉ cho các bạn cách mà lập trên trang Word với HTML bài 1 nha. Thì nếu các bạn thấy thích ấy thì các bạn nhớ đỡ làm một like cho video và các bạn nhớ subscribe và bấm bấm chuông ngay để mà nhận được thông báo video trang mình nhé. Giờ bắt đầu nè. Thì nội dung bài 1 hôm nay nó chính là bài giới thiệu về HTML. Rồi, chương trình HTML tạo ra chương trình HTML đơn giản. Rồi cấu trúc về hiện HTML, trình duyệt cấu trúc của trình duyệt web và cuối cùng là và cấu trúc trang web HTML và cuối cùng đó chính là cấu trúc doc type. Rồi giờ chúng ta bắt đầu nào. Bắt đầu cái đầu tiên đó chính là giới thiệu về HTML. Thì ấy thì HTML là một trong ba loại ngôn ngữ lập trình phổ biến nữa mà làm trang web. Thì trong trang web ấy nó sẽ có ba cái loại ngôn ngữ mà nó cần đến, nó bắt buộc phải cần để mà lập trên trang web, đó chính là HTML, CSS và JavaScript. Và HTML một trong ba loại ngôn ngữ đó. HTML là ngôn ngữ chính, ngôn ngữ phổ biến nhất trong cái việc lập trên trang web rồi. Giống như đây là anh kể của ba là một anh kể của ba ba người ấy. Rồi tiếp theo là HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language. Thì nó có nghĩa là nó chỉ cái này thì nó dịch lại là thì ra cái chữ hai hai tạo phần ngôn ngữ tạo tạo chữ thông tin đấy. Rồi cái tiếp theo đó chính là HTML dùng để mô tả cấu trúc của website. Là giống như là website nó có nó giống như trên mấy cái tin tức dân 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 tin tức báo với tôi thì có mấy cái tin đồ ấy nó người ta có ghi chữ ấy, người ta có ghi tiêu đề là gì, người ta ghi mô tả ấy, xong rồi người đó bao nhiêu tuổi kiểu vậy ấy. Giống như là có người bị bệnh, người ta ghi trên trang web là có người bị bệnh corona 24 tuổi ở Sóc Trăng ơi. Vậy thì người ta sẽ dùng HTML để ra làm phần mềm đó. Thì nói tóm lại thì HTML dùng đỡ tạo tạo ra dạng hình ảnh những cái dữ liệu vào và tạo ra những cái chữ dòng chữ ấy đỡ mà người ta làm trang web nói về mô tả ở trang web đồ nó là dân dân tin tức mới làm vậy đấy. Và tiếp theo là HTML làm cho hiển thị nội dung của web đấy. Và thì các bạn ghi lệnh, ví dụ các bạn ghi lệnh vô HTML là người ta xin chào thì nó sẽ hiện ra chữ xin chào là trang web, nhưng mà nó không hiện ra cái lệnh, nó hiện ra cái nội dung đó, nó chuyển cái đó qua lệnh, nó chuyển cái lệnh đó qua qua hành chữ thôi, người ta hiển thị lên. Rồi tiếp theo thì các yếu tố của HTML được khởi vào ba những thể. Có nghĩa là những lệnh HTML thì người ta cũng đều cái nào cũng đều được dùng bằng những cái thể kiểu 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 mà mình ghi nội dung vô, giống như là dòng tin tức báo ơi, nó ghi cái dòng dòng lệnh bị corona đó là ở trong lệnh, xong rồi người ta sẽ hiện lên nói bằng cách là gắn thị vô, là gắn thị giống như là thị làm cho dòng chữ đó hiện ra, gắn thị đỡ mà thay đổi chữ nó to lên nhỏ xuống, rồi gắn thị cho nó thay đổi màu đồ đấy. Ở đây thì HTML được gắn gắn nhãn cái phần nội dung như là heading, paragraph, table đấy kiểu vậy. Và tiếp theo là các trình duyệt không hiển thị các thị đó.
nên mấy cái gì đó nó chỉ là làm cho HTML nó làm cho mấy cái nội dung nó chạy thôi, cho cái thì nó không có hiện lên. Nhưng chúng ta có thể dùng dùng mình những thì đó đỡ mà hiển thị nội dung của trang, giống như lúc nãy mình mới nói. Và đây đây sẽ là một cái chương trình HTML đơn giản. Thì top thai thì các bạn thấy ấy, trên trên này ấy có cái dòng đầu tiên là top thai HTML, thì cái lệnh này là đỡ khai báo tạo ra trang web HTML và xác định loại ngôn ngữ là gì. Giống như mình ghi doctype doctype coi thử nó là loại tập tin kiểu gì, ghi HTML vô là người ta xác định đây là loại lệnh HTML như vậy. Thì HTML là thì cái này được khai báo tại trang web HTML, thì các bạn phải có cái này nha. Và nó sẽ xác định loại ngôn ngữ là gì. Tiếp theo cái HTML, cái đó là cái phần tử gốc được khai báo và chạy những lệnh dưới. Là mình gắn, nếu mà mình gắn thì HTML đó thì nó sẽ chạy những cái lệnh HTML mà nó ở bên trong cái thị đó. Cho nếu mà nhưng mà các bạn đừng có ghi là ghi lệnh giống như lệnh kiểu ngôn ngữ khác ấy, sờ chéo JavaScript, sờ SS và các bạn thêm gắn thị HTML vô thì nó sẽ bị lỗi. Thì cái thị HTML, cái phần tử HTML gốc này thì nó dùng để mà nó xác định cái lệnh đó là lệnh HTML để cho nó chạy lệnh đó. Đã biết nó chuyển nó qua chuyển nó qua là chuyển nó qua đỡ mà hiển thị nội dung trang web. Tiếp theo là cái thị tiếp theo đó chính là thị head. Nó sẽ chứa các những tài liệu ngôn ngữ gọn gàng và nội dung. Thì có nghĩa là gì ta? Trong trong cái head này ấy là mình ghi cái tài tài liệu vô. Ví dụ mình ghi tài mình đặt tên tiêu đề trong này cũng được. Nhưng mà đó chỉ là tên tiêu đề chứ không phải cái phần hiển thị nội dung. Là title, base style. Đây đó chỉ là tên tiêu đề. Loại nó chứa các tài liệu ngôn ngữ cần thiết. Các bạn có thể chèn cái đồ vật bạn lên đó. Không rồi các bạn cũng có thể chèn những cái ngôn ngữ lên ấy đỡ mà những cái ngôn ngữ sơ SS JavaScript vào đỡ mà cho nó thấy cái lệnh đó, nó chèn lệnh đó vô, nó chèn những lệnh ngôn ngữ khác vô và nó chạy trang web cho nó hay hay thêm đấy. Nên là mọi ngôn ngữ đều có điều khác nhau hết. Cho nếu mà nhiều quá thôi là nó mệt lắm. Rồi. Cái thị tiếp theo đó chính là thị body. Thì nó là phần tựa chứ chứa các lệnh để hiển thị nội dung website. Đấy, cái lệnh body này là đỡ mẹ chạy những cái lệnh mà mình ghi vào và nó gắn thị body. Thì nó sẽ hiện đổi mà nó hiện thì nội dung website đấy. Rồi tiếp theo đó chính là cái thị H1. Thì cái thị này đỡ mày cho nó hiện chữ ra quay làm cho chữ nó lớn lên đấy. Đấy giống như người ta ghi H1 by face heading nè, nó to ơi là to luôn đấy. Còn cái thị B ấy là đỡ mà hiện lên chữ thôi cho nó kích thước bình thường, nó không có to nhỏ hay gì hết. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một cấu trúc của thị HTML. Thì ấy thì các thị HTML ấy được dùng theo cặp như là thị B hai cặp thị B. Nhưng nó chỉ có một cái điều khác biệt là thì HTML là tên thành phần được bao quanh bởi dấu ngạc nhọn. Các bạn thấy không? Cái tên thì ấy nó được hai cái dấu ngạc nhọn à, hai bên ấy ở trái phải bên để mà nó chạy cái thì đó. Và
Rồi tiếp theo. Cái thể đầu tiên cho một cặp là thể bắt đầu và thể thứ hai là thể kết thúc. Nhưng có một cái khác biệt ở cái thể bắt đầu và thể kết thúc, đó chính là thể kết thúc nó chỉ được viết giống như kiểu bắt thể bắt nhau bắt đầu, nhưng nó lại có dấu gạch chéo ở đầu thể đây nha. Rồi, và chúng ta chỉ lưu ý là thì bắt đầu cũng được gọi là thì mở và thì kết thúc được gọi là thì đóng. Các bạn có thể đặt tên cái thì sao cũng được. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm trình duyệt web. Thì mục đích của những trình duyệt web cấp cấp Chrome giống như cấp cấp Chrome, Firefox mà các bạn thường dùng ấy, hoặc là mấy cái Safari khác, thì nó chỉ đọc các chương trình HTML và hiển thị chúng. Nó chỉ đọc các mấy cái chương trình trang web HTML, JavaScript, CSS đồ à. Xong rồi nó chỉ chuyển nó là nó chỉ đọc nó hiểu xong rồi cho hiển hiển là cái trang web mà cái chương trình mình làm ra. Và các trình duyệt mà nó không hiện, các trình duyệt nó không có hiển thị HTML nhưng mà nó sử dụng chúng đời hiển thị chương trình giống như cái lúc nãy mình nói đấy. Và tiếp theo, đây là hình ảnh, đây là hình minh họa để mà hiển lên chương trình HTML. Thì đây, đây là hình minh họa khi chạy chương trình HTML đây đấy. Thì nó byfix HD nè, lúc nãy cái chương trình đầu tiên lúc nãy ấy nó ghi là nó gắn trong thị H1 nó là nó to lên nè. Ở cái thị đây là gắn thị bơ MyFit Firegap ấy, gắn thị bơ nên là nó kích thước bình thường. Đấy. Rồi. Và tiếp theo là cấu trúc trang web và HTML. Thì đây là một bản cấu trúc trang HTML ấy nha. Rồi. Giờ các bạn thấy á, cái phần mấy cái phần ô đây là mấy cái phần đỡ mấy bao bọc cho nó chạy ấy, nó chạy phần nào. Cái HTML, cái thị HTML đây là phần tử gốc là nó sẽ ở ngoài đầu tiên. Tiếp theo là cái thị head. Cái thị head thì nó đang chạy cái thị title, tiêu đề trang title đây à. Rồi tiếp theo là cái thị body. Nó được trong cái thị body thì nó chỉ có hai cái lệnh, đó chính là cái lệnh H1, đây là một đoạn văn H1 và đây là và thị bơ, đây là một đoạn văn bơ đấy, nó chỉ bao bọc vô trong body để cho nó chạy lệnh. Và cuối cùng là chỉ cần đóng thị lại bằng gạch chéo HTML. Hoặc các bạn lưu ý nha, hoặc cái phần mà trong thì body ấy là phần màu trắng ấy mà mình tô màu ấy, cái trong những cái lệnh thì trong body ấy là cái đó là cái phần đợi hiển thị cho trang web. Nó ghi đây là một đoạn văn và đây là một đoạn văn trong thì H1 và bơ ấy, thì nó sẽ chạy, nó sẽ hiển thị những cái lệnh đó trong cái thị body nha. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học về cấu trúc đắp thai. Thì đắp thai, cái thị đắp thai là đại diện cho tất cả các chương trình ngôn ngữ lập trình web và giúp cho trình duyệt có thể hiển thị trang web một cách chính xác. Đấy. Cái này nó đại diện cho tất cả các chương trình. Các bạn đỡ mà nó giúp trình duyệt nó có thể hiển thị trang web một cách rất là chính xác. Thì các bạn bỏ nó, nếu mà các bạn bỏ cái lệnh tắt thai đó thì cũng không sao, nhưng mà sẽ có lúc nó không chính xác nha. Và phần tử đó sẽ được thêm về lệnh trong chương trình một lần duy nhất trong cái chương trình thôi. Và nó phải ở đâu trang, trên cùng bất kỳ cái thị HTML nào, nó phải gắn hết, nó đóng
mấy cái hot tất cả các thị là nó phải được bao bọc bởi cái thị lớp thai đó. Rồi nếu mà coi thị thác mà nó bao bọc thị lớp thai ấy là thôi, là cái nó không có chạy được. Rồi tiếp theo là thị đắp thai được viết theo ngôn ngữ HTML năm là đắp thai HTML như vậy. Và chúng ta đã đáp xong rồi đúng không? Giờ cuối cùng là chúng ta sẽ thực hành nó nha. Đấy, bằng cách chúng ta nhấn chuột phải, chúng ta bật new new à, chúng ta bật test document đấy. Xong rồi chúng ta đặt cái giống như là bài 1 ơi, bài 1. Và các bạn sẽ thay đổi, thấy phần tờ tờ này không? Các bạn thay đổi nó bằng, các bạn thay đó các bạn ghi HTML, nó sẽ trở thành một cái trình duyệt à. Các bạn nhấn vào. Đấy thì nó sẽ bật cái bài đã lên. Các bạn thấy cho link vét nó à. Nó ghi desktop bài 1 trong HTML nha. Rồi giờ các bạn chỉ cần chỉnh sửa nó lại là xong. Chỉnh sửa nó lại giống như cái bài này nha. Rồi các bạn hãy gửi thực hành cho mình. Rồi giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Về bài sau mình sẽ chỉ cho các bạn cách để những cách để mà dùng những thị đó và tạo, và chúng ta sẽ thực hành tạo ra một cái trang trang web HTML mới. Rồi giờ xin chào bạn và bye bye bye.